Rồi, Bông Xanh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Thì hôm nay mình cũng rảnh rỗi, tại vì đợt này là phải thực hiện theo chỉ thị 16 nên là bó chân ở nhà rồi. Nên là thời gian thì cũng rảnh nhiều. Cho nên đợt này mình sẽ tiến hành demo và làm những clip về thay chậu, sang chậu. Xong cây nào là nếu mà mình ưng ý thì mình giao lưu luôn đó. Thì nói chung là những để có những cái cây này thì mấy năm trước mình đã chuẩn bị đâu đó hết rồi, thì để có ngày hôm nay thì mình mới có mà mình sang chậu. Nói chung là cuộc sống mình vậy, nói chung là cái gì thì đằng nào cũng có những cái dự án, những cái dự tính cho tương lai, nhưng mà có cái thì cũng thành công, có cái thì cũng thất bại, rất là nặng nề. Rồi thì hôm nay đây là một cây linh sam đao điểm. Thì từ những cái nhánh chiếc mà 10k nha mình. Đó thì sau 2 đến 3 năm thì nó được như thế này. Và quan trọng là cái ý tưởng của chúng ta ngay từ ban đầu. Đó. Mình sẽ biến từ những cái mà nó đơn giản nhất, nó rẻ nhất, mà mình biến nó thành những cái mà nó có những cái giá trị về, trước tiên là về mặt vật chất, thứ hai là về mặt tinh thần. Ở thì nó tạo cho mình ra một cái sân chơi để mà mình giải stress sau những ngày làm việc mệt nhọc. Đặc biệt là trong cái thời gian này mình bị bó chân ở nhà, thì cái việc mà mình tạo tán bonsai thì nó cũng là phù hợp với tất cả chúng ta luôn, tất cả anh em đam mê luôn nha. Thì thì cho lâu rồi thì mình cũng chưa giới thiệu. Thì Sơn năm nay là 34 tuổi, Sơn sinh năm 1987, cho nên là nhìn cái mặt thì nó hơi già trước tuổi, nên là do cũng bôn ba khắp chốn cho nên là nó cũng cái mặt nó cũng già đi đó. Thì nếu nhà mình biết để mà tiện xưng hô luôn nha, chứ nhiều khi alo tới thì mình cũng đón qua cái giọng thôi. Thì mình nghe cái giọng trẻ thì mình xưng anh, còn mình nghe cái giọng lớn tuổi thì mình xưng chú vậy thôi. Đó, còn nếu mà mình đã biết Sơn tuổi thật như bao nhiêu rồi thì mình xưng hô luôn một phát luôn cho nó gọn đó, cho nó dễ đôi bên luôn nha. Đó. Rồi thì đây là cái chậu nuôi. Cái chậu này là chậu nuôi, chậu xi măng mình nuôi. Mấy cái chậu này thì mình nuôi cây thì rất là tuyệt vời rồi, nhưng có điều một cái là nó quá nặng, nên là nhiều lúc bưng bê là nó cũng cực lắm. Cộng với là cái chất trồng mà mình trồng đất không á thì càng nặng, hoặc là cát không thì càng nặng nữa. Nhưng mà đỡ một cái là bên nhà vườn Sơn là rất là kỹ trồng cát 100%, rất là kỹ luôn. Thì trồng cát 100% là sau này nó rất là phiền khi mà mình sang chất trồng, nên lúc nào cũng có là sơ dừa trấu đốt đồ, hoặc là xỉ than rồi đó. Ví dụ như trước đây là Sơn hay đi lấy xỉ than đó, xỉ than rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành luôn nha. Thì để mà mình bê ra được một cái bọt như thế này thì là cơ bản phụ thuộc vào cái chất trồng ban đầu của mình. Đó, nó có cái độ tơi xốp, có cái độ kết rễ hay không. Nếu mà cái này mà mình trồng cát 100% hả, bảo đảm luôn, khi mà rút lên gì là nó rột xuống hết luôn. Đó. Nên là mình rất là kỹ trồng cát 100%. Cho nên cái này là nó có sơ dừa tro trấu đồ, cho nên là nó có cái độ kết rễ rất là nhiều. Đó, nên là mình khi mà theo kinh nghiệm của nhà vườn á, thì khi mà mình trồng những cái chất trồng mà nó có cái độ tơi xốp á, có cái độ kết rễ á, thì khi mà mình sang chậu cái tỷ lệ của nó sống đến 99%. Đó. Thì còn mà Sơn để ý những cái cây mà Sơn trồng bằng bằng cát 100% á, tỷ lệ sống chỉ được 50% thôi khi mà sang chậu. Tại vì nó, khi mà mình nắm cái cây lên là đất
cát là nó rột xuống hết, là bắt đầu là mình nghĩ thôi, theo cái sự suy đoán thôi, mình nghĩ là khi mà cái quá trình rơi đó là những cái cổ rễ của những cái rễ tơ á, là nó bị gãy đi và nó không có kết nối được chất trồng đó. Còn cái này á, là nó nguyên một bệ luôn, mình chỉ việc mình xén bớt đi và mình thêm chất trồng mới là ok thôi đó, chứ mình không có dũ, tại vì bản chất là nó đã thùng cái chất trồng cũ rồi. Sau này mình chỉ đặt những cái phân phân nén hoặc là phân phân nói chung là phân hữu cơ mình để bên trên và chất trồng nó hấp thụ xuống dưới nữa là ok thôi đó, chứ mình đừng có cực đã lắm mà mới dũ cái chất trồng cũ đi, thì cây cối thì nó không có như con người mình được đó. Đối với mình đó là mình nói đó là cái đồ dơ bẩn, cái đồ bẩn thỉu, nhưng mà đối với cây, những cái bẩn thỉu, những cái dơ bẩn đó đối với con người, nhưng mà đối với cây đó là cái chất dinh dưỡng đó, nó là ngược lại đó. Nên là nhiều khi mình có cái bệnh là hay rửa rễ đồ á, thì những bậc cao nhân đồ thì cũng rất là hay rửa rễ, thì cái đó nhà vườn cũng thử mấy lần rồi nhưng mà tỷ lệ thất bại rất là cao, cho nên là mình không có mạo hiểm nữa. Tại vì mình nuôi một cái cây mà để mà đạt tới cái thành phẩm cắt ca cắt cụm có khi là lên đến hàng chục năm, đến khi là hơn một chục năm đó, thường thường là tầm 6 năm 8 năm là chính, nhưng mà đến lúc đó cái tự nhiên cây nó chết, sang chậu cây nó chết thì rất là tiếc luôn đó. Cho nên là mình có một cái kinh nghiệm xương máu là mình trồng những cái chất trồng ban đầu á, nó có độ tơi xốp, có độ kết rễ, thì sau này mình chỉ việc mình xén bớt đi thôi đó, và mình thêm chất trồng mới là tỷ lệ nó đạt đến 99%. Đó là cái kinh nghiệm nhà vườn mà mình chia sẻ lại luôn nha. Ở thì ví dụ giống như cái cây này đó, nó có một cái độ kết rất là cao. Thì đây là một cây linh sam đao điểm bám đá, thì từ những cái thôi, nhiều từ những cái nhánh chiếc ban đầu thì mình nuôi, sau một năm mình nuôi ra ngoài cái những cái bọc đen á, sau một năm thì rễ nó nhiều rồi, bắt đầu là mình lấy lên, mình rút lên, bắt đầu là mình lấy những cái rễ đó, mình kiếm những cái viên đá đẹp, bắt đầu mình cho nó bám lên đó, rồi mình chôn hẳn xuống hết luôn, chôn hẳn xuống hết luôn, rồi bắt đầu sau một năm hai năm gì đó mình vẫn tạo tán đồ ở trên này bình thường, rồi sau một hai năm gì đó mình rút lên và mình đội, mình hạ đất xuống dần dần thì nó sẽ lòi ra được cái bộ rễ bám đá và viên đá của mình luôn đó, và từ đó là mình có một cái tác phẩm bonsai rất là tuyệt vời đó. Nhưng mà bonsai thì nó là thuộc một bộ môn nghệ thuật, thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng thôi, chứ không có ai mà giống ai đó. Đối với Sơn thì thích, nhưng mà đối với người khác không thích, đó là chuyện bình thường. Nói chung là mình sẽ đi tìm những cái người cùng tần số với nhau, đồng cảm với nhau, thì mình đi với nhau nó sẽ lâu dài hơn. Nó là như vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ moi móc cái thằng này ra như thế nào nha. Thì đối với những khi mà mình móc ra thì mình chỉ để lại những cái rễ lớn ở bên phía trên này thôi, còn những cái rễ nhỏ là mình phải cắt đi hết đó. Thì rễ nhỏ thì mình chỉ để phần dưới thôi, còn phần trên này, những cái lông tơ trên này là mình bỏ hết luôn nha, thì nó mới lòi ra được cái rễ đẹp đó. Bây giờ nhưng cái này là mình bỏ hết.
Rồi thì sau khi mình đã tuốt bỏ bớt cái phần rễ con ở bên trên này rồi, còn ở bên dưới này là phần rễ ổn định của nó lâu dài luôn nha. Thì nó đã lòi ra cục đá rồi. Đó thì mình sẽ vô chậu rồi bắt đầu mình sẽ lọc thêm một ít nữa là ok luôn. Rễ rất là nhiều luôn nha. Rồi mình sẽ cho em nó một cái chậu tàu xịn sò luôn. Và trước tiên là mình sẽ chọn cái mặt tiền. Mặt tiền mình sẽ chọn nó là cái mặt ho này đi. Và không quên cái đồ lót chậu luôn nha. Thì chất trồng của mình là sơ dừa, cát, tro trấu, trấu sống nha mình, và mình trộn luôn phân nén viên viên Úc luôn nha, giống như là dynamite vậy.
Rồi thì mình đã xen chậu rồi. Thì bây giờ tới lượt là mình sẽ làm lại ở phần trên cây. Phần rễ thì cũng tạm ổn rồi. Thì cái phần rễ bên dưới là nó sẽ đủ nuôi cho cái cây nha. Nhưng mà nếu mà cây mà tán cành nhiều thì là mình phải hạ đi bớt, chứ không là cây nó sẽ yếu nha. Tại vì mình cắt rễ đi rất là nhiều á. Tại vì nguyên các cái tầng trên là mình đã hạ nó rồi. Rồi thì bây giờ với cái dáng cây này thì mình sẽ làm theo một cái kiểu là có, ví dụ như cái này là cái cây này là cây quái rồi. Nó sẽ có, mình sẽ làm theo kiểu là lúc ban đầu là mình đã demo thằng này và thằng này, nhưng bây giờ là nó đã không phù hợp nữa thì cũng may là nó còn thằng này. Đó thì mình sẽ lấy thằng này và thằng này, mình sẽ bỏ thằng này luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm luôn nha. Rồi thì sau một khoảng thời gian thì phá phách thì em nó cũng đã xong. Và mình đã phế lại. Nói chung là ban đầu là mình ở trên này mình nuôi sơ sơ thôi. Chủ yếu là mình thả để mà mình nuôi cái bộ rễ này cho nó bám cái cục đá cho nó chắc là ok. Đó là bắt đầu mình đã được cái ước nguyện ban đầu rồi. Thì bây giờ là mình sẽ nuôi những cái phần này ở phía sau.
đó, mình căng theo cái cây và cái bộ rễ của cái cây đó, và bắt đầu là mình sẽ tạo tán theo cái này nữa là ok thôi. Bây giờ mình sẽ demo theo cái hướng này. Nói chung là cái cành này nó nằm ở đây mình cũng chưa có ưng ý cho lắm, thì có khả năng là sau này ví dụ mình vẫn cứ nuôi thằng này, ví dụ sau này nó ở một cái nách sau này nè, nó ở đây nó ra thì mình sẽ hay hơn đó. Đã bắt đầu mình lấy ở đây đỉnh bình thường đó, ở đây đỉnh bình thường đó, là mình lấy ở đây lại đó, tại vì cái thằng này nó hơi chỏi á, cái thằng này mà nó được cái co ra ra đây chút xíu nữa là ok đó. Nhưng mà trước tiên là mình phải phải làm như thế này. Cái máu của mình là mình muốn cắt luôn cho nó thành cái phôi luôn, mình lấy lại từ đầu tại vì cái điểm này cũng chưa có ưng ý cho lắm đó. Mình sẽ lấy lại ở đây sau và mình sẽ cắt luôn. Ok rồi, rồi mình sẽ lấy lại sau này, ngay chỗ này mình lấy lại sau thì nó sẽ đẹp hơn. Chứ còn bây giờ mình tiếc mà mình lấy ở đây sau này nó cũng phiền lắm, nhưng mà được cái là mình đã được một cái phần nhỏ ở bên trong rồi là ok. Cái phần này nó cũng hơi cao, mình cho nó sát luôn thì sau này cái cây của mình nó sẽ không bị đơ đó. Chứ nhiều khi mình cứ tiếc mình không dám làm là cuối cùng cái cây sau này nó sẽ bị hư nha, đó là nó sẽ không bị đơ sau này đó. Là sau này mình sẽ lấy lại ở đây sau và nó sẽ có một cái cây nó hoàn hảo hơn đó. Đó thì ban đầu là mình đã đạt được cái ý nguyện ban đầu là mình nuôi cái cây nó bám được đá rồi. Bây giờ cái bước tiếp theo là mình sẽ nuôi tiếp và mình sẽ làm tay cành ở đây cần theo cái dáng này nữa là ok. Và đồng thời mình nuôi cái chậu này thì cũng có đủ chất trồng để mà mình nuôi tiếp cái giai đoạn kế tiếp, nhưng mà muốn ok hơn thì mình sẽ cho những cái túi phân 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 nén á, ở bên trên này để cho nó hấp thụ thêm chất dinh dưỡng đó. Nói chung là cây một khi mình đã thuần chậu rồi thì mình đã ép chậu rồi thì cái chất trồng nó không bao nhiêu, nó chủ yếu nó phụ thuộc vào cái phân của mình là chính, cái phân mình bỏ cho nó là chính. Nhưng mình lưu ý là mình nên bón phân hữu cơ thôi chứ mình không nên bón phân hóa học nha. Nếu mình là chuyên gia thì không nói, còn nếu mà mình tay ngang thì mình không nên bón phân hóa học, mình chỉ nên bón phân hữu cơ thôi đó, nó là như vậy thôi. Rồi thì quá trình mình chia sẻ là từ cái phôi, từ cái phôi nhánh chiếc 10K cho đến bây giờ sau hai cái này là sau hai hai năm, hơn gần 3 năm đó, cái này là gần 3 năm đó. Thì mình thấy nó sinh ra một cái lợi nhuận rồi đó, thấy không? Từ 10K như cái này bây giờ mình có thể mình ước định được có thể là vài ngàn ca đó. Nó là một cái định hướng về mình, cái nghề chơi bonsai nó là vậy. Thì thực ra cái mình chơi bonsai á, nó
mình nhìn nhìn theo cái hướng tích cực á, nó giống như là mình đang bỏ bùng binh vậy đó. Nói chung là giống như mình đang bỏ bùng binh thôi, trừ khi cái cây đó nó bị sự cố thì mình mới chịu mất thôi, chứ còn nếu mà cái cây còn thì cái tài sản của mình nó vẫn còn thôi đó. Nếu mà mình giao lưu đổ tháo lại á, thì mình lấy vốn á, thì mình lời được cái thời gian mình sưu tầm, cái thời gian mình chơi đó. Còn nếu mà mình mà không có bị túng quẩn cái lúc mà mình cần giao lưu á, thì nó sẽ mang lại một cái lợi nhuận rất là cao cho mình luôn nha. Đó thì cộng với lại cái thời buổi bây giờ, giống như dịch bệnh như thế này, giống như dịch bệnh như thế này, mà vấn đề mà mình tiếp xúc nhau, mình đi lại với nhau thì nó rất là khó khăn. Thì mình cũng chia sẻ một cái bí quyết luôn. Nói chung là thời buổi công nghệ 4.0 rồi, thì sau này nó sẽ lên nhiều cái 0 nữa. Thì gia đình mình trước đây á, là nói chung là mình là đời thứ ba rồi, đời thứ ba theo cái nghề bonsai này rồi. Nhưng mà mình thì nó vượt bậc hơn một tí xíu, là mình đã đi đến những cái, mình tạo thành những cái tác phẩm bonsai đó. Còn ví dụ như đời ông ngoại mình, đời ba mình, đời cậu mình đồ, là chỉ việc là giao lưu phôi thôi đó, giao lưu ở cái phôi là đánh ở trên thiên nhiên về rồi bắt đầu giao lưu luôn, kiếm cái công lao động thôi. Còn mình thì mình được cái tiếp xúc với lại công nghệ, mình học hỏi được từ nhiều nguồn đó, nên là mình cũng nhiều thầy nhiều đồ, cho nên là mình tạo được những cái tác phẩm bonsai. Thì mình đi dự những cái cuộc thi ao làng rồi thì cũng có được vài cái khích lệ, nhưng đó chỉ là một cái khích lệ tinh thần để mà mình tiếp bước cái đam mê và mình theo đuổi cái nghề. Đây cũng là một cái nghề nha, chứ không phải là nó đơn giản là một cái thú vui đó. Đối với Sơn đây là nó là một cái nghề mưu sinh đó, mình vừa thỏa mãn cái đam mê thì đây cũng là một cái cuộc chơi đó, mình đam mê đó. Người thì đam mê đá gà, người đam mê câu cá, người đam mê này nọ, nhưng mà mình đam mê bonsai thì mình vừa thỏa được cái niềm đam mê mà mình cũng có được cái công việc để mà mình mưu sinh, mình nuôi sống gia đình đó. Nhưng mà nó có một cái giá cũng không phải là vừa nha đó. Để mà mình có được những cái phô như thế này, mình phải trả một cái giá, trước tiên là bằng vật chất, thứ hai là về mặt thời gian đó, và mặt mình và cái tinh thần của mình để vô trong cái tác phẩm nữa đó. Nó hội tụ rất là nhiều cái yếu tố để mà mình đạt được cái thành công trong cái nghề này luôn đó. Thì đối với nhà vườn Sơn thì cũng ở cái mức là giao lưu phôi thôi, nó không có cao cấp như những cái vườn khác, thì họ trữ đồ tới vài tỷ, tới vài trăm tỷ. Còn đối với vườn Sơn thì tầm tỷ đỡ lại thôi, không có bao nhiêu cả đó, chỉ là một cái sợi lông của những cái đại gia thôi đó, là những hạt cát trong sa mạc thôi. Thì sở dĩ hôm nay mình dùng cái chai này là do cái bình phun của mình đó, nó mất đi, không tìm không thấy, mà đang giãn cách nữa, không dám đi ra ngoài luôn. Bây giờ là ra ngoài thì nó người này nó lay người kia rất là sợ đó, nó bùng, bây giờ ở mình là nó bùng lung tung hết rồi, nó loạn xạ hết rồi, cho nên là mình không dám ra ngoài. Mình thiết kế cái chai này và mình đục lỗ này mà mình xài đỡ đó. Nên nhiều người nó thắc mắc tại sao ồ cái thằng này chuyên nghiệp mà không mua nổi cái bình phun đó. Nó là như vậy, cuộc sống mà mình phải lượng lách tùy theo cái môi trường sống, tùy theo cái điều kiện luôn. Rồi thì hôm nay mình cũng nói hơi nhiều, thì rất mong quý vị thông cảm bỏ qua luôn nha. Nếu mà mình thông cảm đồng cảm với nhau thì mình cùng chia vui với nhau những cái kinh nghiệm với nhau luôn nha. Đó. Rồi thì nếu mà nhà mình ai ưng ý cái phôi này thì liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành vượt qua đại dịch luôn nha.
Rồi, chân thành cảm ơn nhà mình.